treo cái này lên phép để mình thành trai bẻn này. Mình đi trước nè, mình phát, mình dọc mà cái gì là mình phát cái đó, không gì có thể ngăn cản được bước chân của anh. Khi ngày hôm nay là tiết mục mà anh em mình đi là đi dạo núi đồ chơi là chính ấy, còn phụ là lấy cái dây gội đầu nha. Cái dây đó về là gội đầu, mình có thể nấu thành nước gội đầu ấy, mình có thể lấy thêm vài cái dược liệu thơm thơm mình pha vô ấy, là mình sẽ nấu thành một cái chai gọi là dầu gội đầu ấy, Mr. Chuối ấy. Anh em có ai hào hứng cái dầu gội đầu này không? Bán rẻ thôi ha. Đây anh em có bao nhiêu là bỏ hết vào đây. Đấy, này là gọi là cái gùi. Đấy, bỏ vào đây. Đấy, bỏ vào. Đấy, bỏ vào. Đấy, gùi cái này nha. Đi lên dốc núi. Đấy, đi lên trên kia. Đấy, trên kia. Kéo trần đi sâu vô trong. Đấy, lên đầu nguồn suối. Con chào chú. Đấy, gùi, bỏ hết. Dạo dạo vòng vòng đó chắc cũng còn. Êm luôn. Quá êm luôn.